Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Phong thủy nhà hướng đông theo huyền không phi tinh. Muốn an lạc phải biết chấp nhận những thứ mình đang có. Nhiều vị tìm đến Khải Toàn chia sẻ những nỗi khổ. Thật tình các vị này vẫn còn rất may mắn, may mắn hơn cả vạn người, vì còn người thân, còn sức khỏe, còn có cả công việc. Duy chỉ có tâm là bị nhiễu loạn, tâm trí bất an. Chính vì như thế tự cho mình kém may mắn. Phương thuốc cho tâm trí là sự tu tập, không phải phong thủy. Hướng đông trong vận 8 có hai quẻ tốt và một quẻ chung. Nhà ở chú trọng vào môn chủ táo, tức cửa chính, phòng ngủ và bếp. Với phong thủy công ty, ta chú trọng vào phòng giám đốc, phòng kế toán. Với hộ kinh doanh hay shop bán hàng, ta chú trọng vào bàn quản lý, bàn thu ngân hoặc bàn thờ. Đặc biệt khi tìm ra tài vị, có thể dùng hồ cá để kích tài giúp vượng tài. Thờ cúng hay phong thủy đơn giản chỉ là những phương tiện trong đời sống. Phương là phương pháp, ta dùng phương pháp nào tiện lợi nhất đối với ta là tốt. Bạn có dùng bao nhiêu vật phẩm phong thủy đắt tiền, khi về đến gia đình thiếu sự hòa thuận, thiếu sự thông cảm thì phong thủy cũng là vô nghĩa. Mỗi khi về đến nhà, tâm trí bất an, bị bao vây bởi công việc, tâm không an thì phong thủy là vô ích. Người tin vào phong thủy thì xem phong thủy là một phương tiện gia tăng vận may. Người không tin phong thủy thì xem phong thủy là một vật vô giá trị. Người tin phong thủy nhưng cuồng phong thủy, bất cứ việc gì, việc lớn việc nhỏ cũng xem hợp với ta hay không, ngày nào cũng xem ngày tốt xấu hay không, sẽ dẫn đến sự mất cân bằng, mất tự nhiên. Ví dụ ta nhức đầu, một viên thuốc nhức đầu là đủ. Khi ta mệt cần phải nghỉ ngơi, việc nào ra việc ấy chính là thiền ý. Nói cách khác, đúng thuốc đúng bệnh, đúng liều lượng sẽ khỏi bệnh. Phong thủy cũng chỉ là một phương tiện gia tăng vận may. Phong thủy không phải là vạn năng, vì không thay đổi được luật nhân quả. Sự tu tâm dưỡng tánh và lòng giúp người là cách cải biến vận mệnh khả dụng nhất. Khải Toàn trợ duyên với các bạn tự học thuật số. Hy vọng các bạn có được kiến thức phong thủy chân chính, cải thiện vận may, mang đến cho bạn kiến thức phong thủy lành mạnh. Trong quá trình tự nghiên cứu, các bạn gặp nhiều trở ngại. Những ai kiên nhẫn, nhẫn nại luôn có kết quả tốt đẹp. Những vị nào nghĩ rằng phong thủy có thể thay đổi hoàn toàn số mệnh của mình thì nên cân nhắc lại, không khéo sẽ tự thất vọng. Vì phong thủy giúp cải biến cuộc sống vài phần, phần lớn vẫn là sự tu tâm dưỡng tánh và lòng giúp người. Cải biến vài phần là tốt lắm rồi. Thế nào là phong thủy tốt? Sạch sẽ gọn gàng, không mùi khó chịu, không tiếng ồn, tâm trạng thoải mái, tâm trạng những người sống trong gia đình vui vẻ, có lòng thông cảm bao dung là phong thủy tốt. Nếu phong thủy có thể giúp gia tăng công danh tài lộc thì trí tuệ đại diện cho cách dụng tài, nhân cách sống giúp ta tăng phước đức. Để tâm không bị nhiễu loạn, con người cần tu tập và hành thiền. Có người bảo rằng tôi có sẵn Phật tính, có cần tu tâm dưỡng tính hay không? Khải Toàn xin thưa với các vị, đừng nghĩ rằng mình có sẵn Phật tính, không cần phải tu tập. Ngoài thiện tính còn có cả ma tính. Những ma tính này vô cùng dễ trỗi dậy. Ví dụ một đứa bé không ai dạy vẫn có thể biết giành đồ chơi, giành món ăn yêu thích khi không vừa lòng. Đó chính là ma tính có sẵn trong mỗi con người. Con người cần tu tập, tu là chỉnh sửa tâm, giúp tâm ma giảm, tính thiện tăng. Người thường xuyên hành thiền sẽ tìm cho mình sự bình an trong tâm hồn. Quán chiếu trong đời sống thường ngày sẽ có được sự giác ngộ, quán chiếu những điều mình làm chưa đúng. Thế nào là nhân quả? Tâm tính thiện lành, cư xử nhã nhặn với những người xung quanh là nhân. Những người bên cạnh dễ yêu mến là quả. Nói về vấn đề tín ngưỡng trong đời sống, Khi chúng ta dọn vào một ngôi nhà để kinh doanh hoặc để ở, chúng ta nên có sự tín ngưỡng về tâm linh của nơi này, đơn giản chỉ là thành tâm khấn, sẽ được phù hộ độ trì, khai báo với thổ thần thổ địa và những vị phúc mặt phúc mài nơi này, phù hộ cho ta sự an ổn để sinh sống. Nếu có cúng kiến nên cúng đồ chay cho thanh tịnh, giảm sát sanh. Cúng kiến là tín ngưỡng, là một phương tiện giúp cho tâm an. Huyền không phi tinh là một môn dễ học nhưng khó tinh thông. Lập quẻ theo huyền không phi tinh, kết hợp bố cục trong ngôi nhà, cả bên ngoài ngôi nhà, có thể luận được thời điểm tốt xấu của một ngôi nhà, biết được vận trình của ngôi nhà theo từng năm tháng, có thể nắm bắt vận mệnh của từng thành viên trong gia đình. Bài trí đồ vật theo huyền không phi tinh có thể dùng những vật phẩm đơn giản như đồ đồng, tranh ảnh, thảm, màu sắc, hồ nước, hoặc là dọn dẹp thanh tẩy nhà cửa cho gọn gàng, vẫn có thể đón vận may, tăng tài lộc hoặc tăng nhân đinh. Video này Khải Toàn đề cập 3 quẻ nhà hướng đông theo huyền không phi tinh trong vận 8. Nhà hướng đông thuộc hành mộc, các thuật số khác như cung phi hoặc bát trạch mang tính chất tham khảo, không thể áp dụng theo các quẻ huyền không phi tinh, các bạn không nên lưu tâm. Hướng đông trong hậu thiên bát quái thuộc quẻ chấn, ngũ hành thuộc mộc, hướng đông đại diện cho con trai trưởng, tức là con trai lớn nhất. Quẻ chấn thuộc sao Tam Bích, còn gọi là sao thị phi. Ở vị trí này không nên có giày dép cũ, sách báo cũ, những vật phẩm ố vàng hoặc là sàn gỗ mục. Cửa nhà nếu ở hướng đông đại diện cho con trai trưởng thường xuyên vắng nhà khi trưởng thành hoặc làm việc xa nhà. Nếu ngay tại hướng đông bị khuyết góc đại diện cho vận con trai trưởng không tốt, hoặc không ở cùng cha mẹ, thậm chí ngôi nhà này khó có con trai. Hướng đông có 3 sơn, giáp, mão, ất, tổng cộng có 3 quẻ trong vận 8. Để biết cách đo tọa độ và phân cung nhà, các bạn xem lại video hướng dẫn đo tọa độ nhà trong kênh của Khải Toàn. Đây là kiến thức quan trọng để lập quẻ theo huyền không phi tinh. Ngoài ra các bạn có thể lên Google tìm thầy Khải Toàn, vào website xem thêm các bài viết về dụng thần bát tự và huyền không phi tinh. Nhà hướng đông tọa là tây, tức cuối nhà là hướng tây thuộc kim, hợp với ai mệnh thiếu kim. Mệnh thiếu kim thường sinh vào mùa xuân, vào các tháng Dần Mão Thìn hoặc là cuối tháng 2 cho đến đầu tháng 4 dương lịch. Nếu ở nhà hướng đông cho thêm vài điểm tốt. Nhà hướng đông có 3 cung, giáp, mão, ất. Ngày tháng 5 có giáp, mão, ất không phải là ngày lành cho việc chọn ngày lành. Nếu hướng nhà là cung giáp hoặc ất, phương tọa sẽ là canh hoặc tân. Ngày lành có thể chọn ngày thuộc kim hoặc thuộc thổ. Nếu hướng nhà là cung mão, phương tọa là dậu, ngày lành có thể chọn thân tuất hoặc là tỵ sửu. Các bạn nên kết hợp thêm về dụng thần bát tự của gia chủ. Trong quá trình tự nghiên cứu, phần nào chưa hiểu các bạn hãy lướt qua nội dung tiếp theo, sau đó trở lại phần chưa hiểu. Học thuật hay làm bất cứ việc gì phải cần sự cần mẫn. Người kém duyên nhưng đam mê học phong thủy phải học đi học lại rất nhiều lần. Lòng kiên trì sẽ dẫn đến thành công. Đầu tiên chúng ta có tọa độ chính xác của một ngôi nhà. Hướng đông thì rất là chung chung, một hướng có 3 sơn, một sơn có 15 độ, hướng đông từ 69 cho đến 110 độ. Nếu 66 đến 68 độ sẽ phạm xuất quái, hoặc 111 đến 113 độ cũng phạm xuất quái. Phạm xuất quái là một ngôi nhà khó lòng ở yên ổn. Luận về phong thủy, sau khi nghiên cứu huyền không phi tinh, chúng ta không thể thiếu kiến thức loan đầu. Loan đầu chú trọng hình thể, những gì mắt thấy tai nghe được. Ví dụ thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ. Bên trái bên phải ngoài nhà nên bằng nhau, trước mặt nên thông thoáng, phía sau nên có nhà cao để tựa vào. Những ngôi nhà ở trong hẻm nhỏ, trước mặt nhà quá cao khiến tầm nhìn bị bí bách. Nhà ở nên có tứ chính, tức là nhà ở nên vuông vắn, có đủ 4 góc. Phòng ngủ là nơi nghỉ ngơi, không nên quá ngột ngạt hoặc không khí quá mạnh. Không nên có bất kỳ loại cửa nào xông thẳng vào giường ngủ, nhất là cửa phòng nhà vệ sinh. Phía trên đầu nằm không nên có sàn ngang đè lên. Không nên có kệ trên phía đầu nằm. Phòng làm việc hoặc bàn làm việc, khi ngồi lưng nên có điểm tựa, bên trái nên cao hơn bên phải. Với phòng trẻ em, trẻ khó ngủ nên ngủ ở hướng Tây, muốn trẻ năng động nên ngủ ở hướng Đông hoặc hướng Đông Nam. Tuyệt đối nên tránh cửa đối cửa, nếu cửa mình và cửa hàng xóm đối nhau, một nhà thịnh một nhà suy, đây là cách cục khá xấu. Về tạp vật nên dọn dẹp sạch sẽ, dọn dẹp tất cả những vật không dùng, vật để lâu ngày dễ phát sinh vi khuẩn. Tạp vật thuộc thổ sẽ vô cùng xấu nếu vào những năm có sao nhị hắc hoặc ngũ hoàng bay vào. Nhà vệ sinh nên lớn và có bồn tắm với người mệnh thiếu thủy, người mệnh dư thủy, nhà vệ sinh bé và nên dùng màu ấm. Nên treo tranh ảnh cưới, tranh ảnh gia đình ở trong nhà, trong phòng khách hoặc trong phòng ngủ. Tốt nhất treo ở Tây Bắc hoặc Tây Nam. Khải Toàn vừa trình bày vài yếu tố về loan đầu, các bạn có thể tìm hiểu thêm tại sách hoặc trên website của Khải Toàn. Khải Toàn xin trình bày tiếp theo về các quẻ. Các bạn đã có sẵn thông tin tọa độ nhà, bản vẽ nhà, phân cung nhà và xác định thời điểm xây hoặc dọn vào ở. Nếu sau 2004 sẽ thuộc vận 8. Nếu thời điểm dọn vào ở đến thời điểm hiện tại ở vận 9, tức sau 2024 vẫn theo quẻ vận 8, trừ khi sửa trên 1/3 ngôi nhà. Các bạn theo một trong ba quẻ sau đây của nhà hướng Đông. Quẻ số 1 là quẻ khiêm 69 đến 70 độ hoặc 80 cho đến 82 độ. Canh sơn dần hướng. Các cung tốt ta có hướng Đông, hướng Tây Nam. Cung không tốt ta có Đông Bắc và Tây Bắc. Tại hướng Đông có thể dùng hỏa nên có thủy để kích tài. Thủy động là hồ nước, thủy tĩnh là tranh cá hoặc tranh sông nước, nên dùng làm phòng ngủ, phòng làm việc, phòng đọc sách. Tại Đông Nam không nên có thủy, không nên có kim, nên có bức tranh núi hoặc tủ cao. Tại hướng Nam không nên có hỏa, nên có một ít kim loại hóa sát. Tại Tây Nam không nên có nước, nên có hỏa, nên có tranh núi, có thể dùng làm giường ngủ, phòng ngủ hoặc phòng làm việc. Tại hướng Tây kỵ mộc nên có một ít hỏa hóa sát. Tại Tây Bắc và Đông Bắc, ngũ hoàng và tam bích, kỵ mộc và kỵ hỏa. Không nên có mộc, không nên có màu xanh lá, không nên có cây cối hoặc là có loa, có quạt dễ gây hiện tượng thị phi. Và không nên có hỏa, nên có một ít kim, ít đồ đồng để hóa sát. Tại hướng Bắc nên có thủy tĩnh, tranh cá hoặc tranh nước. Tranh nước chảy, nước nên chảy vào nhà. Tại trung cung không nên có nhiều hỏa, nên có một ít kim loại hóa sát. Quẻ số 1 69 cho đến 70 hoặc là 80 đến 82 độ. Cung tốt ta có hướng Đông, hướng Tây Nam. Cung tốt ta dành làm phòng ngủ, phòng đọc sách, phòng làm việc hoặc nhà bếp. Cung không tốt không nên tại vị lâu. Tại Tây Bắc, nếu nam gia chủ sinh mùa đông thiếu hỏa cũng không nên dùng nhiều hỏa ở đây. Tại Tây Nam, nếu nữ gia chủ thiếu hỏa có thể dùng tranh ngựa, tranh mặt trời, vừa tốt cho cung vừa tốt cho nữ gia chủ, hoặc là dùng làm phòng bếp. Quẻ số 2 71 đến 79 độ. Canh sơn giáp hướng, đây là quẻ chính hướng. Cung tốt ta có hướng Đông và hướng Bắc. Cung không tốt ta có hướng Nam và hướng Tây Bắc. Tại hướng Đông bát bạch hội hướng, nên có tranh nước và tranh sông núi. Nên có tranh núi và tranh sông nước, hoặc là hòn đông bộ và thác nước chảy, có thể dùng làm phòng ngủ, phòng làm việc hoặc phòng đọc sách. tại Đông Nam không nên có kim, không nên có thủy, nên có một bức tranh núi hoặc tủ cao. Tại hướng Nam và hướng Tây Bắc, nhị hắc và ngũ hoàng, hai sao hung tinh, không nên động, không nên tối tăm, không nên có hỏa, không nên để tạp vật, nên sáng sủa và có kim loại hóa sát. Đơn giản là tháp văn xương đồng, hồ lô đồng hoặc mộc sâu, tiền đồng, sáo đồng. Tại Tây Nam không nên có kim, nên có một bức tranh, tranh cá hoặc tranh sông nước. Tại Đông Nam và Tây Nam nên có một ít đồ gốm để hóa giải quẻ họa hồi lộc, không giữ được tiền. Tại hướng Tây và Đông Bắc không nên có mộc, không nên có bội số 3 và 4, ví dụ 3 chậu cây hoặc 3 bức tranh màu xanh lá cây, nên có ít họa để hóa sát. Tại hướng Bắc nên có thủy để kích tài, có thể hồ cá nhỏ, tranh cá, tranh sông nước. Tranh sông nước, nước nên chảy vào trong nhà. Quẻ này hướng Tây Bắc đại diện cho nam gia chủ, có tổ hợp nhị hắc ngũ hoàng, cho dù nam gia chủ cần hỏa cũng không nên kích hỏa nhiều ở đây. Tại Tây Nam, nếu nữ gia chủ sinh mùa hè thiếu thủy, có thể dùng một bức tranh cá ở đây là rất tốt. Tại Tây Nam có tổ hợp 579, đây là một tổ hợp hung nhất trong các tổ hợp. Quẻ số 3, Dậu Sơn Mão Hướng hoặc Tân Sơn Ất Hướng, 83 cho đến 97 độ hoặc 98 cho đến 110 độ. Cung tốt ta có hướng Nam hoặc hướng Tây, cung không tốt ta có Đông Nam và hướng Bắc. Tại hướng Đông và hướng Tây Nam có tổ hợp Tam Bích và Tứ Lục, không nên có mộc, không nên có bội số 3 và 4, ví dụ 3 bức tranh màu xanh lá cây, nên có ít hỏa để hóa sát. Tại Đông Nam và Tây Bắc, tại Đông Nam và hướng Bắc có tổ hợp nhị hắc và ngũ hoàng, đây là một cặp sao hung tinh, không nên tối tăm, không nên có hỏa, không nên có tạp vật, nên sáng sủa, dùng đèn ánh sáng trắng, nên có một ít đồ đồng để hóa sát. Tại hướng Tây có bát bạch hội tọa, đây là một cặp sao tốt vì đang ở vận 8, nên có nước chảy và hòn non bộ hoặc một bức tranh vừa núi vừa sông nước, có thể dùng làm nhà bếp, phòng ngủ, phòng làm việc hoặc là phòng đọc sách. Tại Tây Bắc nên có bức tranh núi, không nên có thủy. Tại Đông Bắc nên có một bức tranh củ ngư. Tại Đông Bắc và tại Tây Bắc nên có một ít đồ gốm để hóa giải quẻ họa hồi lộc, không giữ được tiền. Tây Bắc đại diện cho nam gia chủ, nếu nam gia chủ thiếu hỏa thì có thể kích hỏa ở đây bằng bức tranh ngựa hoặc tranh mặt trời. Tây Nam đại diện cho nữ gia chủ, nếu nữ gia chủ thiếu mộc cũng không nên dùng nhiều mộc ở đây. Khải Toàn xin nhắc lại, cung tốt của quẻ 83 đến 97 độ, 98 cho đến 110 độ, quẻ số 3 này bao gồm hướng Nam và hướng Tây, cung không tốt là hướng Đông Nam và hướng Bắc. Tâm lý an lạc là một loại phong thủy tốt nhất. Mỗi người sinh ra đã có nghiệp lực khác nhau nên phước phần cũng khác nhau. Nhưng nếu cần mẫn tu tập, có thể dùng nghiệp lành để hóa giải, để chuyển hóa những điều xấu, chuyển hóa những đau khổ thành niềm an lạc. Hãy học từ từ, không việc gì phải vội, việc gì làm vội thường không tốt như các việc làm từ tốn. Dựa theo quẻ huyền không phi tinh để bài trí phù hợp giúp cải thiện may mắn. Các bạn nên kết hợp với loan đầu và cả dụng thần bát tự. Bát tự và dụng thần là gì? Mời các bạn chưa hiểu xem thêm tại website của Khải Toàn. Theo thuật mệnh lý, mỗi người sinh ra có một lá số riêng. Từ sinh thần bát tự, tức là ngày tháng năm sinh, là cơ sở xét một lá số. Xét theo một bát tự, xét cả năm, tháng, ngày, giờ sinh và cả giới tính, để tìm ra được dụng thần, tức là ngũ hành thiếu của mỗi lá số. Nếu tra đơn giản theo thuật ngạ mệnh, người sinh mùa hè thường thiếu thủy nên chọn màu đen hoặc màu xanh dương hoặc trắng xám của kim. Người sinh mùa xuân thường thiếu kim nên chọn màu trắng xám của kim hoặc đen canh dương của thủy. Người sinh mùa thu thường thiếu mộc nên chọn màu xanh lá. Người sinh mùa đông thường thiếu hỏa nên chọn màu đỏ tím vàng hoặc màu xanh lá của mộc. Loan đầu vẫn là quan trọng nhất. Ví dụ cửa chính là cung tốt theo quẻ huyền không phi tinh, không vì thế mà kê bàn làm việc ra giữa nhà ngồi. Chúng ta nên ưu tiên về loan đầu rồi mới đến lý khí. Loan đầu chú trọng hình thể, sự hài hòa và thẩm mỹ, nên ưu tiên hài hòa giữa tiện ích và phong thủy. Nếu bạn là người tin vào sự ứng nghiệm của phong thủy, bản thân muốn dụng phong thủy vào đời sống, vào chính ngôi nhà của mình, nhưng hiện tại người trong gia đình hoàn toàn không tin, họ không muốn ứng dụng, bạn phải làm như thế nào? Đơn giản, mỗi người có cách nhìn khác nhau, chính bản thân bạn trước đây cũng như thế. Vì vậy ở hiện tại, không nên vội vàng ứng dụng phong thủy vào chính ngôi nhà của mình. Hãy dùng chính sự thiện lành của mình và âm thầm thay đổi bản thân, dành thời gian để tu tập, dành thời gian để ngồi thiền, chỉnh sửa tâm của mình, làm cho tâm của mình an lại, để đạt được sự giác ngộ. Từ đây dễ thông cảm với những người xung quanh, vì tâm lý là một loại phong thủy tốt nhất. Thông cảm và giúp người sẽ có hòa khí, có được hòa khí rồi sẽ dễ sinh tài lộc. Khải Toàn hy vọng trong quá trình học phong thủy, các bạn cũng đừng quên học ngồi thiền để có được sự khai ngộ, giúp tâm an lạc. Giác ngộ rằng sạch sẽ là phong thủy loan đầu tốt, tâm lý an lạc là phong thủy lý khí tốt. Và đừng quên bố thí niềm vui, bố thí công đức khi có cơ hội. Hãy tập hành thiền mỗi ngày 10 phút cho tâm trí an tịnh. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.